Xin vâng em chào các bác nhé Chào mừng các bác đã đến với kênh youtube của điện thoại Dũng Kiên Có địa chỉ tại Cầu giảm xã Tân Hương huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương Số điện thoại liên hệ là 0978 336 559 Và 0971 336 559 Bên em chuyên bán buôn bán lẻ các dòng iPhone các bác nhé Hôm nay em lên cho các bác một loạt máy rẻ tiền các bác nhé Rồi, Một loạt máy rẻ tiền cực rẻ luôn các bác nhé đầu tiên là con Xiaomi uh, các bác nhé con này là C2 bộ nhớ 3GB à bộ nhớ 32GB RAM 3GB các bác nhé em không chuyên về Android lắm Đấy, con này thì cực kỳ là đẹp luôn các bác này, như Ngọc Trinh luôn Đấy. rất mới rất đẹp các bác nhé đây là máy bác nên đời các bác con này em đang bán với giá là 1 triệu 100 ngàn đồng các bác nhé Bao ship toàn quốc cho các bác này rồi, Các bác chỉ cần đặt cọc 100 000 đồng Còn nhận được máy kiểm tra và thanh toán nốt của những bác đã mua máy bên em rồi thì không cần đặt cọc các bác nhé Những bác chưa mua máy thì mới cần đặt cọc thôi các bác nhé Cực kỳ đẹp luôn các bác này Rồi à, Xiaomi C2 thì các bác nhé Zamba bộ nhớ 32GB Cực kỳ đẹp luôn Rồi, Cái này các bác về mua về dùng quá là ok luôn Tiếp theo là con A6S 32GB A16GB à các bác nhé Con này thì cực kỳ là đẹp luôn này Con này giá 1 triệu 500 ngàn đồng Bao ship toàn quốc cho các bác nhé Full chức năng các bác nhé 1 triệu 500 ngàn đồng Full chức năng cho các bác này Đấy. Vân chân vân tay đầy đủ hết các bác nhé à. Rất là nhạy luôn Đầy đủ hết Có 1 triệu 500 ngàn đồng thôi Tiếp theo là con này là con 6S Burnout các bác nhé 6S Burnout 16GB 1 triệu 700 ngàn đồng các bác này con này full chức năng vân chân vân tay đầy đủ hết các bác nhé Full chức năng luôn Toàn bộ những cái máy này là đều các bác nên đời các bác nhé 6S và 1 triệu 700 ngàn đồng cho các bác nhé Đấy. Tiếp theo là con A8 và con này nóc đã lên quốc tế các bác nhé em báo trước luôn là nốc đã lên quốc tế nguyên zin nguyên áp các bác nhé đó, nguyên zin nguyên áp luôn áp thổi phòng mồm lên các bác này bản mỹ đây 64 mươi tất cả full chức năng hết các bác nhé con nào nó bị làm sao này em báo luôn các bác nhé con này là full chức năng này bản mỹ này 3 triệu năm trăm ngàn đồng các bác nhé Đó, rất là đẹp nông nanh luôn các bác này gần như mới luôn Tiếp theo là con 8 hàng nớt 64 g con này là bản quốc tế các bác nhá. Đấy, 64 g bản quốc tế con này giá chỉ có 4 triệu đồng các bác nhé Đấy, quốc tế 4 triệu đồng thôi. Toàn máy khách nâng đời rất là đẹp các bác này. Con này hết pin rồi, à pin đây. Đợi tí nó lên thì em test cái vân tay cho các bác nhé Còn đâu nữa em bao full từ A đến Z các bác nhé Con nào bao zin full là zin full Con này là x quốc tế 64 ghi con này nó mất phay đi các bác nhá nhất mất nhận diện khuôn mặt Đấy. con này giá chỉ có 3 triệu 500 ngàn đồng quốc tế Ô, con này hết pin rồi này. Cám ơn anh các à đây, đang lên. Chưa bật nguồn các ạ Đấy, để mà con 8 phần nớt này cũng đang lên này. Đây để mà giới thiệu qua tai nghe hổ đây các bác nhá, hổ vằn đây. Đấy cái hôm vừa rồi là ngày 20 tháng 10 thì em giảm giá còn 250.000 vẫn còn 10 cái nữa bác nào lấy thì Ano trực tiếp cho em nhé còn 10 cái cuối cùng Em bán nốt 10 cái này trong 100 chiếc của em thì em lại quay về giá cũ là 350.000 bao ship toàn quốc Bây giờ giá của nó vẫn là 250.000 các bác nhé tranh thủ mua đi còn có 10 cái nữa thôi là hết các bác nhé Đấy, Em nhập về 100 cái để tặng cho các bác về tặng vợ tặng người yêu đây thì còn có 10 cái thôi các bác tranh thủ lấy cho em nhé Đây con này nâu lên ý. Đây con này đây Các bác này Không thể kích hoạt phê đi Có nghĩa là mất phê đi Con này các bác à, Mang về vẫn sửa được các bác nhé Em báo trước là vẫn sửa được Nhưng bên em không sửa chữa Em bán nguyên Luôn cho các bác nhé Bác nào thích sửa thì mang về sửa Còn em à, không bán Sửa chữa gì em bán full zin luôn Đấy này, Em không bán sửa chữa gì các bác nhé mất phay đi còn đâu full chức năng các bác nhá mất cái nhận diện khuôn mặt thôi mà chả cần bây giờ đi đâu cũng phải đeo khẩu trang các bác nhá cúm a cúm b rồi covid rất là nhiều nên không cũng không quan trọng cái chức năng đó các bác nhá giá chỉ 3 triệu năm trăm ngàn đồng rất là rẻ các bác này con này hết pin rồi các bạn đấy con này các bác nào ấy thì 4 triệu đây em sạc vào đây sạc anh vào cái này bốn triệu đồng con máy quốc tế đấy các bác nhá em giới thiệu một số con máy bên em đang sẵn có các bác nhé con này là con 6s và nớt 32 gb pin di nguồn 99% mới sạc 17 lần con này em bán với giá là 3 triệu đồng đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc 6s và 64 gb các bác nhé và 128 gb các bác này 2 triệu 800 ngàn đồng các bác nhé bán đồng giá luôn 7 phần ớt 32 ghi đẹp keng các bác nhá. 32 ghi đẹp keng. Đấy. 32 ghi đẹp không các bác này. Đấy, zin nhá, bao zin từ A đến Z các bác nhá. Đấy, bao zin hết, đẹp keng luôn. 3 triệu 500 000 đồng bao ship toàn quốc. 8 phần ớt đủ màu rồi các bác này. Riêng con vàng này pin 97%, rất là độc đắc luôn các bác nhá. Giá chỉ có 5 triệu đồng thôi các bác nhá. Đủ màu giá chỉ 5 triệu đồng Riêng con 7 này thì 5 triệu 200 ngàn đồng Đấy con này bán lên một tí để bù vào những cái con pin uh, yếu các bác nhé 5 triệu 200 ngàn đồng pin zin còn 97% các bác nhé Hàng như thế này là rất hiếm các bạn Pin zin mà còn 97% rất hiếm Pin zin theo máy luôn các bác nhé Tất cả máy này em bao full chức năng nhé Bảo hành cho các bác 3 tháng Còn tháng đầu là nỗi đổi 1 đổi 1 luôn Nỗi là chỉ cần ano nhấc máy ano em em đổi mới luôn không cần phải nói nhiều nỗi do máy các bác nhá. iPhone XS này các bác này. XS 64 gb màu vàng gold 6 triệu 300 ngàn đồng Pin rất là cao 88, 89 92 phần trăm đẹp keng luôn các bác nhé 6 triệu 300 ngàn đồng Đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc XS màu trắng và màu đen các bác nhé 6 triệu đồng Đấy. Màu đen và màu trắng 6 triệu đồng đầy đủ phụ kiện Bao ship toàn quốc đẹp keng luôn các bác này iPhone 12 Pro Max các bác nhé Pin rất được cao 91% giá 17 triệu 500 ngàn đồng đẹp keng 17 triệu 500 ngàn đồng đẹp keng luôn 11 Pro Max 256 gb hàng zin đẹp 99% các bác nhé 13 triệu 500 này Pro Max Cô Max 64G Đẹp keng Cái hàng này là đẹp keng các bác nhé Giá 13 triệu đồng các bác nhé Đầy đủ phụ kiện bao ship toàn quốc cho các bác luôn Đó là hàng đẹp keng nhé Còn con 256 là hàng 99% các bạn 11 Pro 64G các bác này Đẹp keng luôn Giá chỉ có 9 triệu đồng các bác nhé iPhone 11 đây các bác này Đẹp keo màu đỏ pin rất là cao 92% giá chỉ 8 triệu 500 000 đồng các bác nhé Đấy, 8 triệu 500 000 đồng iPhone XS Max Đẹp keo màu vàng các bác nhé Vàng gold nhé 8 triệu 800 000 đồng cho các bác này Màu đen 8 triệu 300 000 đồng Đẹp keo luôn các bác nhé Em à, còn rất nhiều máy này, này Em chỉ bày một số máy gọi là thông dụng cho các bác thôi Chứ còn rất là nhiều máy chưa kể là trong kho trong tủ của nhà em các bác nhé Đây em chỉ bày gọi là mẫu những con máy này thôi Kể cả cái dòng XS này đây cũng còn chục con nữa các bác này Yên XS Max Cũng còn các bác nhé Tất cả đều còn hết đây em chỉ bày mẫu thôi các bác thích là em Vẫn đủ để phục vụ các bác nhé Em giả soát lại mấy cây này cho các bác đây Zipmi C2, Xiaomi C2 Cái dòng này là của Oppo các bác nhé Zamba bộ nhớ 32 gb 1 triệu mốt, 6S full chức năng 1 triệu rưỡi 6S và nớt full chức năng 1 triệu 7 8 hơn nút Nóc đã lên quốc tế 3 triệu rưỡi iPhone X quốc tế 3 triệu 500 ngàn đồng Mất nhận diện khuôn mặt còn full chức năng các bác nhé Ama xin được tạm dừng video tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào video lần sau